Chào mọi người, mình là Hưng. Mình và người yêu là Uyên, dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay. Nhưng giờ sau khi người yêu tiết lộ bí mật của cô ấy, mình không biết có nên tiếp tục mối quan hệ của mình hay không nữa. Mình là người đã có tuổi, cũng hơn 30, thì không phải là trẻ nữa, nên giờ chỉ cần tìm vợ rồi xây dựng gia đình cho ổn định thôi. Nhà mình nghèo nên chỉ muốn tập trung học hành để sớm có được công việc ổn định. Sau khi ra trường, mình không qua lại yêu đương với ai. Chắc nhiều người nói mình như vậy là gây với tu à. Nhưng mình có lý do khó nói lắm. Vài năm đầu đi làm mình cố gắng làm việc hết sức để có cơ hội thăng tiến, tiền kiếm được bao nhiêu mình đều gửi cả về cho bố mẹ phụ giúp gia đình, sau đó vài năm mình lại biết bản thân mắc bệnh phải chữa trị một thời gian dài nên chẳng còn tâm trí lo những chuyện khác, chỉ tới khi bệnh tình thuyên giảm mình mới lo tới việc lấy vợ, lúc này bàn hoàng nhận ra mình tới độ tuổi cần lập gia đình rồi. Không có nhiều lựa chọn nên mình nhờ gia đình và bạn bè giới thiệu thì có quen được vài ba người. Người đầu tiên không thể có con do bị u nang, người thứ hai lại yêu cầu rất cao về kinh tế. Tới lần gặp mặt thứ ba là Uyên. Uyên kém mình 4 tuổi, em làm nhân viên văn phòng. Uyên khá hiền lành đoan trang, tuy Uyên không kiếm được nhiều tiền nhưng mình nghĩ cô ấy cũng có thể lo việc bếp nút nội trợ. Với mình phụ nữ chỉ cần như thế thôi, mình không có yêu cầu gì cao cả tuy nhiên sau hai tháng yêu đương mình thấy uyên rất bạo dạn về cả tư tưởng lẫn hành động cô ấy cũng thừa nhận với mình rằng đã từng yêu nhiều người và chuyện đó giờ là rất bình thường trong xã hội hiện đại ai yêu mà chả làm chuyện đó hả anh không làm người ta bảo mình có vấn đề đấy ạ à? uyên nói sau đó uyên có tâm sự với mình rằng cô ấy từng yêu hai người một người hồi học đại học một người khi đã ra trường đi làm mình chấp nhận và nghĩ rằng đó là quá khứ của uyên dù trong lòng cũng hơi khó chịu hậm hực Hôm trước mình đến cơ quan đón Uyên đi ăn, không ngờ Uyên vừa xách túi bước ra thì một người phụ nữ tuổi trung niên tiến tới túm tóc bạc tai, chuỗi mắng cô ấy dám giật chồng, dám ngủ với chồng của chị này. Mình rất bất ngờ, nhưng thấy người yêu khóc lóc kêu cứu thì chạy đến giúp. Trên đường đi, mình gặn hỏi Uyên về mọi chuyện, ban đầu Uyên chối đi đẩy và nói rằng chị này đánh ghen nhầm người. Nhưng mình tin rằng phụ nữ đã đánh ghen thì rất là hiếm khi nhầm. Mình gặn hỏi và hứa sẽ tha thứ nếu như cô ấy nói sự thật thì cô ấy mới thú nhận với mình. Uyên kể trước đó cô ấy có một thời gian ngắn qua lại với chồng chị này và cũng là trưởng phòng công ty Uyên. Nhưng cô ấy đã chấm dứt mọi chuyện với anh này từ khi quen mình. Nghe Uyên thừa nhận chuyện làm kẻ thứ ba xen vào gia đình người khác. Mình vừa ghen vừa giận. Mình ép Uyên phải nghỉ việc và không bao giờ được liên lạc với gã đàn ông đó nữa tuy nhiên uyên bảo giờ xin việc rất khó nếu nghỉ việc ở chỗ này cô ấy sợ không tìm được công việc nào tốt hơn giờ mình không biết quyết định như thế nào mình nên chia tay uyên hay cưới cô ấy nhưng ngày nào cũng lo lắng bất an vì không biết cô ấy có qua lại với gã trưởng phòng một lần nữa hay không Chào mọi người, mình là May. Mình có một anh người yêu tên là Quang. Bọn mình đang yêu xa vì Quang đang làm việc bên hàng. Cả hai đã có 5 năm bên nhau vô cùng ngọt ngào. Và nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay sẽ cưới nhưng cuối cùng cái thay đổi lại chính là trái tim của quang khiến đám cưới đẹp đẽ đó không còn nữa mình cảm nhận anh có chút khác khác khoảng một tháng gần đây kiểu nhắn tin được xíu lại lấy cớ bận rồi buồn ngủ thi thoảng anh online nhưng không đọc tin nhắn xong cứ khăng khăng là chắc mở wifi nên tự hiện thế chứ anh có động vào điện thoại đâu ừ thì mình vờ tin vì không muốn cãi vã mình nghi quang có người khác nhưng lại chẳng có bằng chứng gì hai đứa yêu xa xưa nay không cho nhau pass facebook instagram zalo hay gì cả mình vẫn ngu ngốc hy vọng do mình linh cảm sai do anh mệt và bận thật mọi người ạ à. cho tới một buổi trưa mình cố gọi điện cho quang nhưng anh ấy không dám nghe chỉ nhắn tin mình rất nghi ngờ nhưng mãi sau quang mới chịu bắt máy chỉ lộ mỗi gương mặt ra rồi cáu gắt nói rằng mình làm phiền anh ta rồi thì không chịu tin tưởng và để chứng minh mình không đi đâu suốt sáng giờ, chỉ đi làm ca đêm về là ở nhà nấu nướng, quan gửi cho mình bức ảnh bữa trưa của mình. Nhưng nhìn thoáng qua, mình lập tức nhận ra kia là cơm nguội thịt thừa, chứ nào phải mới nấu như lời người yêu nói đâu. Đáng chú ý hơn, khi zoom vào bức ảnh thì mình lại phát hiện ra điều bất thường. Lù lù trong bức ảnh mình thấy một sợi tóc dài của con gái. Quang sống một mình, khu nhà quan ở toàn là phòng của nam hàng xóm của quan mình đều biết và có kết bạn facebook cả quan cũng luôn nói rằng chẳng bao giờ đưa bạn khác giới về phòng thấy sợi tóc dài kia là của ai từ đâu mà ra nghi ngờ vậy nhưng mình chỉ nói chuyện vu vơ với quan chứ tuyệt nhiên không vạch mặt ngay tránh bức dây động rừng mình bắt đầu quan ngại thật sự chắc chắn người yêu mình có vấn đề rồi mình bắt đầu thử shop facebook của quan nhưng vẫn không ra manh mối. Lúc này, mình lại tự dưng thông minh ra, nghĩ tới Facebook ảo của người yêu, có kết bạn với mình, nhưng hồi đó Quang nói lập ra để đó chứ không có dùng. Do đó, mình cũng có phần lơ là không quan tâm cái nick này. Nào ngờ vừa thử gõ tìm kiếm ở trên Messenger, thì mình lại thấy Quang ảo đang online một phút trước. Mình vào nít ảo của Quang thấy có share vài bài, cũng post đôi dòng status vu vơ, mình kiểm tra danh sách những người đã tương tác, mình phát hiện một tài khoản Facebook tên Thùy, like tất cả các post của Quang, người này là phụ nữ trung niên đang sống tại Hàn. Sau đó mình chuyển qua vào Facebook người phụ nữ tên Thùy này, mình phát hiện một loạt ảnh ăn uống vui chơi, có sự góp mặt của Quang nhưng không tác tên. Đáng chú ý trong loạt ảnh này, Quang dính lấy một cô gái và đây là con gái của Thùy, tạm gọi là Thảo nhưng thật ra Quang và Thảo không hề kết bạn với nhau. Facebook và Instagram của Hổ cũng để chế độ riêng tư. Mình đã xem danh sách bạn bè của Thuệ Thùy, rồi tạo nít mới có tên, ảnh của một người ở quê của gia đình họ, rồi kết bạn, Hồng xem được những thứ riêng tư hơn. Chưa đầy một ngày sau, mình được Thảo chấp nhận lời mời kết bạn. Vừa vào trang cá nhân của Thảo, mình thấy ngay bức ảnh đi ăn lẩu của con trà xanh đó và người yêu mình cùng thời điểm mình gọi video hôm trước mà anh ta không dám nghe. Có bức ảnh thì rõ mặt, có bức thì lộ bàn tay có vết xăm không lẫn đi đâu được của Quang. Tiếp đó mình phát hiện ra Thảo đăng ảnh khoe tự nấu với bát đũa y chang của nhà Quang. Mình đã lân la hỏi một số người bạn đang sống tại hàng, thì đây là bộ bát đũa mua ở hàng đồ thanh lý và khả năng trùng với nhau là xưa nay hiếm có lắm. Đem tất cả những bằng chứng này gửi cho Quang, người yêu mình cứ chối quanh, rồi cuối cùng cũng phải nhận tội anh ta khẳng định Thảo thích mình, còn bản thân Quang thì hoàn toàn không tình cảm. Thảo chỉ là qua nấu ăn, ăn chung vài lần chứ chưa làm gì. Mình vặn vẹo lại khiến Quang cứng họng. Anh không có tình cảm, mà lại cho phép người ta tới nhà nấu ăn cho như vậy hả? Nam đơn gái chiếc ở cùng nhau một phòng, anh nghĩ em tin được chắc. Nhưng mình lại không ngu ngốc mà nghe bất kỳ lời giải thích nào. Mình quyết định chấm dứt ngay tình yêu với người con trai tệ bạc này và chỉ ít ngày sau, cặp mèo mã gà đồng kia cũng công khai tình cảm lên mạng xã hội. Dù đau khổ lắm nhưng mình cũng cảm thấy may mắn vì mình còn chưa cưới, chứ không thì đau lại càng đau. Mình là Dũng, năm nay mình 34 tuổi, hiện đang làm quản lý của một quán nhậu. Mình lớn lên trong một gia đình nghèo, đông anh em nên không được học hành đến nơi đến chốn. Năm 18 tuổi mình ra thành phố làm đủ nghề như bồi bàn, phụ bếp trong xe. Do có kinh nghiệm nên mình được làm quản lý. Thấy mình đã lớn tuổi mà chưa có vợ con, bố mẹ ở quê cũng nhiều lần dò xét, dục giả. Mình nghĩ cũng vì mình quá bận rộn với công việc, lại chưa tìm được người phù hợp nên chuyện cưới xin đã để lỡ. Đầu năm nay, Hoài vào cửa hàng mình làm thu ngân. Hoài là một cô gái hiền lành, có nét duyên, dù cho em không quá nổi trội về nhan sắc. Chính cái nét duyên ngầm ấy của Hoài đã khiến tim mình rung động. Chúng mình mau chóng trở thành một cặp và dọn về sống cùng nhau trong phòng trọ của mình. Chúng mình sống bên nhau như cặp vợ chồng son. Với mình, hạnh phúc đơn giản là được về nhà và ăn bữa cơm do Hoài nấu. Hoài nấu ăn rất ngon, món nào cũng thơm nước mũi. Mình đoán em sẽ là một người vợ đảm đang, hiền thục, được lòng nhà chồng. Sống thử nửa năm, Hoài phát hiện có thai. Mình bất ngờ và mừng trở vì tới lúc tính chuyện hôn nhân được rồi. Ngay sau đó, mình đã đưa Hoài về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ mình rất quý em và luôn miệng hối thúc chuyện cưới hỏi. Tuy nhiên, khi mình muốn về nhà gặp bố mẹ Hoài thì em luôn miệng nói rằng bây giờ chưa phải là lúc và gia đình em rất phức tạp. Trong khi đó, em đã có bầu được hơn 2 tháng rồi, nên mình thấy rất khó hiểu. Mình ngẫm lại, em chưa từng kể với mình những câu chuyện về gia đình em ở quê hay tâm sự nhiều về chuyện gia đình. Ngày hôm đó, mình với Hoài đang ăn cơm, thì một người đàn ông trung tuổi lao sòng sọc vào trong phòng trọ của mình. Hắn ta tự nhận là chồng của Hoài, luôn miệng chửi bới Hoài là con đàn bà lăng loàn, dám bỏ nhà theo trai. Thấy hắn định đánh Hoài, mình chạy đến bảo vệ em, mình phải dọa sẽ báo công an thì hắn mới chịu bỏ đi. Trước khi bỏ đi, người đàn ông đó vẫn quay lại dọa dẫm, chửi bới Hoài và nói rằng sẽ không để cô ấy và mình được yên ổn. Người đàn ông đó khuất bóng, Hoài bật khóc nước nở. Em thú nhận ở quê đã có chồng nhưng không hạnh phúc, chồng hoài ngoại tình, xong còn về nhà đánh đập vợ làm cô ấy không chịu được phải bỏ đi. Hoài nói cô ấy vẫn đang làm thủ tục ly dị nên không dám tính chuyện cưới hỏi với mình. Hoài xin lỗi vì đã giấu mình chuyện tày đình như thế. Thấy mình tỏ vẻ băn khoăn, bối rối, Hoài xin mình đừng bỏ rơi cô ấy, nếu không cô ấy sẽ làm chuyện dại dột với đứa trẻ và với chính mình. Hiện giờ mình không biết phải làm sao, mình yêu Hoài thật lòng và muốn lấy em làm vợ. Nhưng sau khi biết được hoàn cảnh hiện tại của Hoài, mình không biết có nên tiếp tục hay không. Mình không thể trách được em vì cuộc sống Hoài quá khổ sở phải chạy trốn như vậy. Mấy ngày hôm nay, chồng chính thức của Hoài liên tục nhắn tin dọa nạt, lăng mạ mình, ép mình rời xa Hoài. Anh ta còn dọa sẽ báo công an vì mình đang chung sống với người đã có chồng. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng tai tiếng tới mình lắm. Có thể có ảnh hưởng tới cả công việc hiện tại nữa vì mặt mũi cũng khá quan trọng. Mình nên làm gì bây giờ? giờ muốn lấy vợ khó đến vậy sao? Em xin chào mọi người, giới trẻ bây giờ hay nói uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả một đời. Còn em đây lại uống nhầm một ly latte, lại có người yêu dẫn về, liệu có quá hời không ạ? Như một lần cà phê khác. Em thức dậy khi đã trễ hẹn khoảng 30 phút, nhanh chóng gọi điện và báo với đám bạn. Bọn mày ơi, tao đang đi rồi nhưng mà kẹt xe quá, đợi tao khoảng 30 phút nữa nha. Gọi trước cho tao một ly latte nhá. Đám bạn em chúng nó biết tổng là em ngủ quên như mọi lần Gào gáy vào cái điện thoại Thôi mày ơi, nhanh lên Chưa, ai chả biết mày ngủ quên rồi Video cô mà ngoài đường có bốn góc tường rõ ràng kia à Em tuy là không phải ngại đến mức đội quần với chúng nó Nhưng kể ra bị nắm thóp cũng hơi nhột Em lao vào phòng tắm sửa soạn Chạy xe nhanh chóng đến chỗ hẹn của chúng nó Vẫn theo một quán tính cũ Đến cái là lao vào chỗ cũ Đã vậy, chỗ đó cũng có một ly latte đặt sẵn ở đó Em nghĩ bụng, chắc bọn này lại chạy ra ngoài chụp ảnh sống ảo rồi Nghĩ vậy nhưng em vẫn dán mông vào ghế Tay cầm ly latte lên uống dù có vị hơi lạ Em buột miệng nói Bọn này chơi mình à? Mọi ngày mình uống đâu có cho ít sữa như thế này Thì lúc đó anh ấy đi đến chỗ em Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế Em lúc đó càng không nhận ra mình ngồi nhầm chỗ lại càng không để ý đến cái điện thoại đổ chuông nãy giờ Bởi vì anh này đẹp trai quá Thế là em nhiệt tình chào hỏi Chào anh, không biết là em giúp gì được cho anh nhở Anh ấy mỉm cười, nhìn em bảo Có vẻ em cũng rất thích quán này nhở Nói gì chứ, em tự hào mình là fan ruột của quán cà phê này Lớn giọng vỗ ngực bảo anh ấy Haha, chứ còn gì nữa Em biết đến quán này từ những viên gạch đầu tiên đấy Anh ấy cũng nhẹ nhàng nói với em Anh cũng thế Lúc đó, cả anh ấy và em nói chuyện khá lâu, nói chung là cũng rất là hợp. Một lúc sau, em hơi khát, nên em cầm ly latte đắng đắng đó lên uống. Anh ấy cất giọng hỏi em, ly latte đỏ của anh uống có được không em? Đó, em cũng trả lời theo một cách phản xạ tự nhiên. Uống cũng được, cơ mà hơi đắng anh ạ. À, ly này của... Chính xác, cái từ của được ngân lên ấy. Em đang uống ngụm thứ hai lúc này não và tế bào thần kinh đã hoạt động em không kịp phản ứng suýt chết sặc, một lúc đần người sau, em mới lắp bắp hỏi. Ly latte đắng ngắt, "À không, ly latte sữa này là của anh ạ?" Anh ấy nhún vai, nói giọng hiển nhiên, "Đúng rồi, nhưng coi bộ nó cũng khá hợp khẩu vị của em nhỉ? Xin phép lúc đó cho em độ lên đầu 10 cái quần để rửa tội ạ." Đang đơ người không biết phải nói gì nữa, thì con bạn em từ góc nào đó lao ra như một cái tên lửa, xách cổ em lên, ngang bướng bảo, "Mày mê trai vừa chứ?" Chị em tao đợi mày 2 tiếng rồi đấy Latte của mày nó cũng biến dạng rồi Còn không nhanh lên tầng Nãy đổ chỗ rồi Em vừa trách Sao đổ chỗ không nhắn tao Tao ngồi đây uống nhầm latte của người ta rồi đây này Nhưng mà vẫn thầm cảm ơn nó Vì nó đã giúp em giải vây Nhanh chóng chuồn ra được khỏi cái bàn đấy Con bạn em vừa lôi em đi Vừa bảo Mày để ý cái điện thoại xem Có phải nó đã cháy hay chưa Mà nhắn cả tỷ tin Gọi cả trăm cuộc không thèm rép cứ ngồi đó nhìn chai, hai con mắt này đã nạp đủ vitamin chai chưa? Tuy là có hơi xấu hổ, nhưng em muốn lúc đó chuồn càng mạnh càng tốt. Nhưng anh ấy nhanh chóng chạy theo níu em lại, tươi cười bảo em. Em cho anh xin Facebook, Zalo hay số liên lạc đi. Ờ, à, em không định bồi thường cho anh ly latte lúc nãy à? Thế là nhờ có ly latte đó, em chính thức thoát ế chỉ sau 3 tuần đi uống cà phê bồi thường. Em có hỏi anh ấy, tại sao khi đó anh không nhắc em là Em ngồi nhầm bàn luôn từ đầu Thì anh ấy bảo Cơ hội này lâu lắm ông chờ mới ban cho Tội chi mà bỏ phí hả em Coi như là 3 tháng đi cà phê thường xuyên của anh Cũng đã có chút thành quả phải không Xin chào mọi người ạ à. Có ai cảm thấy ở ký túc xá bất tiện không ạ à? Chứ em thấy ở ký túc xá cũng khá là thú vị Em đang là sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ Anh Vừa đi học ọp cái là em đã tìm được công việc làm thêm Để có thêm thu nhập giúp đỡ bố mẹ Công việc em tìm được là bán hàng cho một shop quần áo vì học cả sáng lẫn chiều nên em apply vào ca tối Mà thời gian nghỉ là khoảng 10 giờ 30 tối Di chuyển về ký túc xá chỗ em cũng khá gần ấy thế mà hôm trước tự dưng gần tới ca nghỉ rồi khách kéo vào un un luôn Đầu tiên là một khách xong 3 năm khách đến mua đồ Lúc đó em đúng kiểu Thôi chết rồi, về muộn quá ký túc xá khóa cổng thì chỉ có nước đứng khóc ở ngoài thôi sau khi bán hàng xong, em nhanh chóng chạy ra bắt xe về ký túc xá Và quả đúng như suy nghĩ, ký túc xá đóng cửa Em vội tìm cái điện thoại gọi cho bạn em xuống cổng tìm chú bảo vệ Xem là chú ấy còn ở đó hay không Vì mọi hôm chú về khá muộn Nên em quyết định đặt niềm tin vào chú Nhưng nào ngờ con bạn em nó ở trong nó vọng ra Không thấy ai cả mấy ơi, hình như chú ấy về rồi hay sao ấy Giờ cũng 11 giờ hơn rồi Em lúc đó nói giọng mất trọn niềm tin với hai đứa bạn em Thôi xong rồi các mày ơi Chả nhẽ đêm nay ta phải ngủ ở ngoài cổng thật ư Lúc đang chơi vơi chơi vơi với nỗi đau ấy Em bất ngờ nhìn thấy một cái miếng bê tông khá lớn trước cổng ký túc Em mới nảy ra một ý tưởng táo bạo trong khuya Em hô lũ bạn Này chúng mày ơi đợi tao Tao tìm được cách rồi Em trèo lên miếng bê tông đó Rồi thành công nhảy lên được bức tường lớn Giờ chỉ còn màn hạ cánh nữa thôi là ổn rồi Nhưng mà không mày ơi Sao cái tường này cao thế Tao nhớ nhìn nó cũng thấp thấp thôi mà Hai đứa bạn em kiểu Mày có nhầm không đấy Bữa trước mày còn đưa mày lên So với tường còn kêu nó cao gấp hai lần mày rồi còn gì nữa Bọn ta còn đang định bảo Chứng sộ độ cao của mày hết rồi à Giây phút đó em chính thức chìm vào sự run sợ Em run rẩy bảo chúng nó Bọn mày ơi cứu tao với Tao sắp sợ đái cả da quần luôn rồi đây này Em đang định nhảy thẳng một phát xuống cho xong Thì tự nhiên có ánh đèn pin sói thẳng phía sau lưng em Em bất ngờ quay lại và nghe thấy tiếng quát của một người đàn ông. Này em kia, định làm gì thế hả? Có xương không thì bảo. Lúc đó em đã run rồi. Lúc ấy, chú ấy bảo thế, em còn run hơn cả cây giấy nữa. Em dùng ánh mắt cầu cứu hai con bạn em nhưng vô tác dụng. Em vừa leo xuống từ tấm bê tông lúc nãy, vừa lẩm bẩm Thôi lần này là xong luôn rồi. Chú kia là bảo vệ chuyển ca của trường em. Chú mở cổng rồi chỉ tay vào trong bảo. Nào có không mau xuống đi, định nhảy tường luôn à? em mới ngỡ ngàng lắm lúc bước được vào trong hai chân em run cả lên miệng thì hô về mấy con bạn em trời ơi tao sống rồi tối nay tao được ngủ rồi chúng mày ơi em quay sang dối rít cảm ơn chú chú cười bảo em sinh viên đi làm thêm bị quá giờ hở kiểu gì cũng sẽ có đồng minh đứng cùng ai chú vừa nói vừa châm được thuốc lá chỉ tay ra phía cổng và đúng thật hẳn một tốp gần chục người luôn đấy ạ miệng díu rít vừa dắt xe vừa bảo Uầy, nay lại có thành viên đi làm về muộn hả chú? Cảm ơn chú, đã đợi cổng bọn cháu nhá. Lúc đó em mới nhận ra người về muộn không chỉ có em. Người chú ấy đợi cửa, không chỉ có một. Chú ấy còn bảo tốt sinh viên chúng em. Được rồi, nay vất vả cả rồi. Mốt cố gắng tranh thủ thời gian về sớm đi nhá. Lúc đó em cảm thấy thực sự tuyệt vời luôn ấy ạ. Ai bảo ở ký túc xá là khổ cơ chứ. Câu chuyện này em muốn kể về cô bạn thân bá đạo của em, để em giới thiệu sơ qua về cô bạn thân này của em nha. Biệt danh của bạn ấy là Gấu. Mọi thứ của Gấu đều rất tốt, trừ cái tính nóng và thù dai. Mọi người nghe biệt danh là đoán được tính cách của bạn ấy Gấu mèo như thế nào rồi đúng không ạ? Vì thường xuyên thuyết trình trên giảng đường luật nên bạn ấy rất bạo dạn cũng như là ăn nói rất lưu loát. Hôm đó tụi em hẹn nhau qua trọ Gấu nấu cơm ăn. Em tiện đường nên ghé sạp rau bên đường mua rau luôn. Em thì nhát hơn gấu Nên đi chợ cho dù bị bán đắt cũng không dám mặc cả Sợ mấy cô ở chợ chửi lắm Hôm đó em mua một cân cải thìa với giá 80k Và một cái cải thảo gần một cân với giá 55k Mua xong mới thấy ố dê Ôi thôi xong bị hớ rồi Em mới hỏi lại cô sao mà đắt vậy à Thế là cô quát lên Mày có trồng rau đâu mà biết rau đắt với rẻ Không mua thì đi chỗ khác Em run lắm rồi nên trả tiền rồi đi luôn Mà mọi người ơi, rau của tươi ngon gì đâu Héo héo nát nát Lỡ rồi thì đành cầm về thôi Về đến trọ của gấu Nó đã đứng sẵn ở cửa hỏi tội em sao đi lâu thế Rồi đó lấy túi rau từ em Một giây sau nó nói Rau hơi héo nha mày Nhưng tao tạm tha vì trời nắng Em chỉ biết cười Sau đó gấu lại hỏi nhiêu tiền để nó đưa Em mới ấp úng nói cải thảo năm, cải tám 80 Gấu mới quát lên Cái gì vậy mày? Rau vàng rau bạc hả? Xong em mới giải thích cho nó nghe vụ ở sạp rau Nghe xong gấu không nấu cơm nữa Cầm túi rau lên xe Phóng đi ra sạp rau ban nãy Mọi người chắc cũng đoán được rồi đúng không? Đúng vậy Gấu ra đó để cãi lộn đấy Nguyên văn là như thế này Cô ơi Bạn cháu mới mua rau ở chỗ cô Vừa héo vừa nát Sao cô lấy cái giá trên trời thế cô? Cô thấy nó hiền nên bắt nạt hay rau của cô được nhập về cháu không mua nữa rau đây cô trả tiền cho cháu đi cô bán rau lúc này mới định thần và quát lại trời nắng như thế này lấy đâu ra rau tươi cho chúng mày ăn ai cũng như mày tao muốn bán kiểu gì thôi biến đi nhưng mà gấu cũng gấu y như cái biệt danh vậy mọi người nó nói thế là cô không trả tiền lại cháu đúng không cô có giấy phép kinh doanh không cô không trả cháu báo quản lý thị trường luôn này tội tăng giá hàng hóa phạt từ 500.000 đến 1 triệu đấy cô. Cũng chẳng đáng là bao, nhưng mà cháu rất rảnh nên cháu có thể đứng đây để cãi với cô cả ngày. Giờ thì cô thích chơi pháp luật hay là thích chơi kiểu trợ búa? Lúc bọn em đi, bà cô còn đốt vía nữa chứ. Em về đến nhà thì vẫn chưa hết hoảng luôn mọi người ạ. Gấu bảo em, mày còn vừa ngốc, vừa nhát như thế này thì sao mà sống được đến tầm này thế? Nhưng mà em cười bảo là tao có mày mà. Gấu không nói gì chỉ lừa em. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Suốt một tuần đi qua sạp rau đó, gấu đều lớn tiếng chiêu cô bán rau. 80 ngàn một mớ rau, một triệu tiền phạt. Ha ha, em đúng là vừa vui vừa sợ, sợ người ta đánh đuổi đó. Kể ra thù dai là thật xấu, nhưng mà biết sao giờ, gấu lần nào cũng bênh em hết. Có cô bạn thân học luật đáng đồng tiền bắt gạo đúng không mọi người? Em kể đến đây thôi vì dài quá rồi, mọi người muốn nghe nhiều phi vụ khác thì em sẽ kể thêm nha. Chào mọi người!